Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bất chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là giàn nóng điều hòa trong giàn nóng điều hòa của xe Kia Morning đời 2011 đến 2014, sản phẩm của Halon Hàn Quốc. Đây là hãng Halon. Và mã phụ tùng của nó là 97601Y100. Con Sender AC Color on PC Made in Korea. Halon Saiter Made in Korea. Bây giờ em sẽ cùng bóc vào. Bóc vào để cho anh em xem cái được đóng trong một cái hộp như này. Đấy, các cái xốp chèn anh em nhé. Cái xốp chèn này là để nó tránh va đập. Đây. Mục đích của nó mở chờ sẵn này. Đây. Đây. Đây là hình ảnh của sản phẩm. Đây là bốn cái chỗ. Bốn cái đai để mình bắt vào đấy ạ. Đây là hai đầu co, hai đầu mặt bích của nó chờ sẵn, bích đường phin, một bích đường cao. Và đây là cái phin, cái phía ngoài là cái nhôm để đọc, bên trong là lõi của cái phin đọc túi anh em nhé. Đây, chúng ta mở bằng cái rác này để rút thay phin đọc ở trong này. Đây, với cái sản phẩm này thì tất cả nó đều có mã dập trên hết, 97606 này, 1Y100 này. Đây là các cái tép nhôm của nó này. Đây là các cái lan ống dẫn nhiệt này. Với cái sản phẩm được sản xuất từ nhà máy Halon này thì đạt tiêu chuẩn, được các kỹ sư của nhà máy kiểm tra kỹ càng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm thì liên hệ Zalo với em theo số máy 0769086333, hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.